trên đồi cát. Hàng Nguyễn thực hiện bộ ảnh thời trang với trang phục chị tự thiết kế ở đồi cát nổi tiếng của Phan Thiết. Nhà thiết kế theo đuổi xu hướng họa tiết hoa nổi 3D với cổ váy chữ V phần thân váy được thiết kế xẻ cao đùi. Chị hưởng ứng trào lưu đa sắc với chiếc váy từ bộ sưu tập Tôi đi giữa hoàng hôn, từng ra mắt tại sâu thời trang của chị ở Đà Lạt cuối năm 2018. Bộ váy voan thân bồng có kết cấu nhiều tầng. Cũng với chất liệu voan, nhà thiết kế đính kết hoa khắp thân váy. Hàng Nguyễn từng đăng quang Hoa hậu quý bà Hoàn Vũ Việt Nam 2016, Universe Việt Nam. Sau đó, chị bước chân vào làng Mốt, tháng 10 năm 2017. Chị và ba nhà thiết kế khác tổ chức show The Remus để tôn vinh lãnh bia, chất liệu truyền thống nổi tiếng ở An Giang. Nhà thiết kế cũng lập một quỹ từ thiện để ủng hộ người nghèo sau khi tổ chức show thời trang thường niên. Tam Kỳ Ảnh, Nhân Phan